Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Smartphone Tip TV của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa màn hình của con Oppo A39 nhé. Trước mắt các bạn thì đang là con Oppo A39. Hiện tại thì nó bị khóa màn hình như thế này, khóa hình vẽ nhé. Và cái mã của cái con máy này là model là CPH1605. Đó thì các bạn nên Google tra thì nó cũng ra là cái con Oppo A39 nhé. Đây bây giờ thì mình sẽ tắt máy và mình thử phá bằng cái phương pháp thông thường quay sao nhé. Mình sẽ tắt máy này. Mình sẽ tắt máy để vào cái chế độ là recovery nhé, để mình phá bằng cái cách thông thường xem có được hay không. Mình sẽ bấm đồng thời phím giảm âm lượng và phím nguồn nhé. Các bạn bấm và giữ nhé. Bao giờ nó hiện cái chữ recovery mode này thì các bạn nhả hết các ngón tay ra. Đó, nó vào đây là chế độ recovery nhé. Thì mình sẽ chọn là ngôn ngữ là tiếng Anh này. Mình thử cảm ứng xem có được không này. Được nhé. Tiếp theo đó là mình sẽ chọn là Wide Data nhé. Mình sẽ chọn Wide Data này. Mình chọn tiếp là Wide Data nhé. Và OK này. Mình chọn OK này. Và mình sẽ chọn là reboot nhé, để khởi động lại máy. OK này. Cái chỗ đoạn khởi động này nó cũng hơi lâu nên mình sẽ tua cái đoạn này cho các bạn đỡ phải chờ nhé. OK, máy đã khởi động lên. Mình sẽ thử mở khóa coi sao nhé. Đó, vẫn không được nhé các bạn nhé. Thì cái cách hồi xưa thì không được rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái là MRT Đông nhé. Thì cái thiết bị này, cái MRT Đông này thì các bạn có thể search ở trên Google là MRT Đông. Rồi các bạn sẽ tiến hành là đặt hàng mua về nhé. Sau khi mà các bạn có cái MRT Đông này rồi thì các bạn sẽ gắn vào máy tính nhé. Mình sẽ cắm vào cái cổng USB trên máy tính này. Mình sẽ tắt điện thoại đi nhé. Mình đã tắt cái điện thoại này đi rồi nhé. Bây giờ thì các bạn nhìn trên màn hình máy tính của mình này. Trên màn hình máy tính của mình thì các bạn phải tải cái MT2.6 này về nhé. Thì cái link mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn tải về. Sau khi các bạn tải về thì các bạn sẽ chuột phải này, rồi các bạn extract to MT2.6 này để giải lén nhé. Ở đây thì mình cũng đã giải lén ra cái thư mục đây rồi. Mình sẽ mở nó lên này. Trước tiên là các bạn phải kích vào cái file là MTK driver này để các bạn tiến hành cài đặt cái driver cho chiếc điện thoại Oppo A39 này nhá. Vì A39 này nó chạy cái chip là MTK, chính vì vậy các bạn phải cài cái driver này trước này. Các bạn chỉ cần kích đúp vào rồi các bạn chọn next là được nhá. Ở đây thì mình cài rồi nên mình sẽ bỏ qua cái bước này. Đây mình next được các thứ là xong. Mình next là xong nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở cái MRT 2.6 này lên nhá. OK, cái con này nó chạy chip MTK, mình sẽ chọn là MTK Tool này. Sau đó là để phá cái mật khẩu hình vẽ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là format nhé. Mình sẽ tích vào cái mục format unlock này. Rồi mình sẽ tích vào là Oppo Only này nhá. Sau đó ở cái tùy chọn là eMMC Flash này, mình sẽ phải chọn là eMMC Flash Unit 1 nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái cáp sạc của con Oppo A39 này nhé. Một đầu thì mình sẽ gắn sẵn vào máy tính này. Và bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình là Start nhé. Đó. Nó báo là đang chờ kết nối này. Và cái máy điện thoại này thì các bạn phải tắt đi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm đồng thời phím tăng và giảm âm lượng này. Và mình sẽ ghim cáp vào nhé. Đó, giờ mình nhả các ngón tay ra thôi. Đó, các bạn để ý cái quá trình là đã thành công rồi nhé. Complete này này rồi. Bây giờ thì các bạn không cần, bây giờ mình không cần máy tính nữa nhé. Mình sẽ rút ra này. Bây giờ thì mình sẽ khởi động cái chiếc điện thoại Oppo A39 này lên nhé. Mình sẽ nhấn giữ phím nguồn này. Đó. Thì cái quá trình khởi động này nó cũng diễn ra khá là lâu nên mình sẽ cắt cái đoạn này cho các bạn đỡ phải chờ nhé. OK, thì chiếc điện thoại này của mình đã khởi động lên nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt này. Sau đó mình sẽ chọn là tiếp này. Mình chọn là khu vực, chọn sẵn ở Việt Nam rồi nhé. Mình chọn tiếp theo này. Mình chọn tiếp tục này. Mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Mình sẽ chọn là kết nối này. Mình chọn tiếp theo này. Đa phần thì những cái con này nó đều bị dính cái tài khoản Google nhé. Nó sẽ dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn nhé. Thì mình sẽ chờ một chút cho cái quá trình đang kiểm tra thông tin này nó chạy. Đó, xác minh tài khoản của bạn này. Và bây giờ thì bắt buộc chúng ta phải điền cái tài khoản mà trước đây cái máy này nhập vào thì chúng ta mới qua được cái màn hình này nhá. Còn cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa được cái xác minh tài khoản này của bạn nhá. Thì các bạn sẽ back trở lại cái màn hình ban đầu cho mình. Đó, cái màn hình này nhé. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cuộc gọi khẩn cấp này. Bây giờ thì các bạn sẽ gõ cho mình cái lệnh là sao thăng 812 thăng nhé. Đó thì nó vào thẳng được cái màn hình này rồi. Vào được cái màn hình này thì hiện tại nó ngôn ngữ nó của nó là toàn là tiếng Trung. Thì các bạn phải đổi ngôn ngữ đi cho mình nhé. Mình sẽ chọn vào cài đặt này. Ok nhá, thì các bạn sẽ vuốt đây nhá, các bạn vuốt xuống phía dưới đây cho mình. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái biểu tượng là có 3 chấm này nhá. Ở trên đây cũng có 3 chấm này, nhưng mà các bạn sẽ chọn cho mình cái 3 chấm thứ hai này nhá. Mình sẽ chọn vào biểu tượng này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái tùy chọn này nhá. 1 2 3 4 5 6 này. Thứ 6 từ trên xuống nhá. Mình chọn vào đây. Và các bạn sẽ chọn luôn cho mình cái mục trên cùng này nhá. Đó, đang là ngôn ngữ là tiếng Trung. Và bây giờ mình sẽ chọn tiếng Việt nhé. Đấy, chọn tiếng Việt này. Đó, như vậy là ngôn ngữ của chúng ta đã về tiếng Việt rồi. Ok, như vậy là mình đã phá xong cái mật khẩu hình vẽ của cái con Oppo A39 này rồi. Cái mã của nó là CPH1605. Và nếu các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.